Mày sẵn chưa được lên thằng tao nữa là mày chết rồi. Mày cũng đâu được tới gần tao đâu, tao cho mày chết rồi. Mày chỉ là cái thằng chó điên thôi, mày là thằng chó đi lường gạt thiên hạ thôi. Mày mới là thằng chó điên. Mày là thằng chó điên, mày rủ năm rủ bảy lên cộng đồng chửi bới ôm sòm. Nhưng mày chửi không lịch sự, mày chửi là mày chửi thằng nào có tội chửi đó. Mày chửi không lịch sự. Mày không có tội. Tao không có chửi thằng nào trên cộng đồng này hết. Tao chưa lừa gạt thằng nào trên cộng đồng này hết. Nhưng chỉ có vợ chồng mày bày mưu bày kế ra để lừa lọc những người đại gia ở Việt Nam. Những cái thằng lừa lọc đó nó đó là cái đầu óc nó mày á. Vợ chồng mày mới thấy đại gia, vợ chồng mày thấy này thấy kia rồi mời mặt người ta qua. Mày nói đại gia Việt Nam lừa lọc ở chỗ nào? Mày chứng minh ra chưa? Lời nói của mày là chó điên nói lừa lọc á. Cái gì? Mày là chó điên á. Mày mới đúng là chó điên. Mày lất lịch, mất lịch sự con đĩ mẹ. Mày nói đúng không? Mày nói lất lịch sự. Chó đẻ.